Ngày tốt để khai trương, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng và những cái công việc quan trọng trong cái tháng 8 âm lịch năm 2022. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Thì trong cuộc sống chúng ta thường có những cái công việc quan trọng thì chúng ta cũng nên chọn những cái ngày tốt để chúng ta có thể tiến hành. Thì hôm nay Quảng Tòng xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát với Quảng Tòng những ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch năm 2022 để chúng ta tuyển chọn ra những cái ngày nào tốt nhất cho chúng ta khai trương, mở hàng, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng và những công việc quan trọng trong cuộc sống. Sau đây, Quảng Tòng xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát những ngày tốt tháng 8 năm 2022 âm lịch cùng với Quảng Tòng. Trước tiên thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 1. Ngày mùng 1 có can chi là Nhâm Tý, là một ngày trực định, là một ngày rất tốt. Có can chi là ngày Nhâm Tý, là một ngày trực định, là một ngày rất tốt cho chúng ta có thể khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng và làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, do ngày Tý cho nên tuổi Ngọ bị xung và tuổi Mão bị hình. Do đó, tuổi Ngọ và tuổi Mão chúng ta lại không dùng được ngày hôm nay. Quý anh chị em tuổi Ngọ và tuổi Mão thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn những ngày khác để chúng ta có thể vận dụng vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch. Ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch là nhằm ngày trực chấp, là một ngày không có tốt, cho nên chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 3. Ngày mùng 3 là ngày Giáp Dần. Ngày Giáp Dần là ngày trực phá, sẽ phù hợp với công việc gọi là phá dỡ, phá bỏ. Cho nên ngày mùng 3 cũng là một ngày không có tốt, chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 4 là ngày Ất Mão, là nhằm ngày trực nguy, cũng là một ngày xấu, không có tốt. Cho nên chúng ta có thể chỉ có thể làm những cái công việc bình thường mà thường nhật của chúng ta, còn những công việc quan trọng thì chúng ta nên chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch, là nhằm ngày 31, là nhằm ngày 31 tháng 8 dương lịch. Ngày này là ngày Bính Thìn. Ngày Bính Thìn là một ngày trực thành, là một ngày rất tốt để chúng ta có thể làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Ví dụ như khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng, rồi đổ sàn nhà vân vân, đổ mái vân vân. Tuy nhiên, ngày Thìn thì tuổi Thìn bị hình. Tuổi Thìn bị hình và tuổi Tuất bị xung. Cho nên tuổi Thìn và tuổi Tuất chúng ta lại không dùng được ngày hôm nay. Chúng ta nên cân nhắc lựa chọn những ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 6 âm lịch, ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch, nhằm ngày Đinh Tỵ, là một ngày trực thu. Thì ngày này là ngày chỉ tốt cho cái vấn đề gọi là thu hoạch, thu vào, thu nợ vân vân. Cho nên chúng ta cũng không có phù hợp để khai trương hoặc là làm những cái công việc quan trọng như ký kết hợp đồng vân vân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch, qua ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Ngày dương lịch là ngày mùng 2 tháng 9. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Mậu Ngọ. Ngày Mậu Ngọ là ngày trực khai thì rất là tốt cho vấn đề gọi là khai trương, khai mở, là làm những công việc mới, những cái công việc quan trọng. Tuy nhiên, ngày Ngọ thì tuổi Tý bị xung và tuổi Ngọ bị hình. Cho nên anh chị em mà tuổi Tý và tuổi Ngọ thì chúng ta nên cân nhắc lựa chọn ngày khác để chúng ta có thể làm những công việc quan trọng của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 8. Ngày mùng 8 là ngày Kỷ Mùi, nhằm ngày trực bế. Ngày trực bế thì phù hợp với vấn đề gọi là bế lại, đóng lại, lấp lại, cho không phù hợp với vấn đề gọi là khai trương, khai mở, vân vân. Cho nên chúng ta nên bỏ qua, chúng ta nên chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 9. Ngày mùng 9 là ngày Canh Thân, là nhằm ngày trực kiến. Thì ngày này cũng là một ngày không có tốt để cho chúng ta có thể khai trương, mua xe, vân vân. Cho nên chúng ta bỏ qua, chúng ta chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 10. Ngày mùng 10 âm lịch là nhằm ngày thần tài. Quý anh chị em chúng ta có thể cúng thần tài thổ địa để chúng ta cầu có tài lộc của chúng ta, cầu cho gọi là gia đình được bình an, gọi là tiền bạc nó được hanh thông. Ngày hôm nay là ngày trực trừ, cũng là một ngày rất tốt cho cái vấn đề gọi là khai trương, khai mở, nhằm ngày Tân Dậu. Tuy nhiên, ngày Dậu thì tuổi Mão bị xung và tuổi Dậu bị hình. Tuổi Mão và tuổi Dậu là không dùng được ngày hôm nay. Cho nên tuổi Mão và tuổi Dậu thì chúng ta
anh chị em có thể cân nhắc chúng ta chọn những ngày khác để chúng ta làm những công việc quan trọng. Còn những các tuổi khác thì chúng ta cũng chọn lấy ngày này để chúng ta khai trương, khai mở là một điều rất tốt vì nó ngay ngày thần tài luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 11. Ngày 11 là ngày Nhâm Tuất, là nhằm ngày trực mãn, tức là hoàn mãn, hoàn là mãn tang vân vân, thì chúng ta chọn ngày này. Còn có vấn đề mà chúng ta khai trương, khai mở rồi ký kết hợp đồng thì chúng ta không nên chọn, cho nên chúng ta nên bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 12 là ngày Quý Hợi, cũng là ngày trực mãn. Do đó cái ngày hôm nay cũng là một ngày không có phù hợp để chúng ta làm những công việc như khai trương, mua xe, sửa nhà. Cho nên quý anh chị em chúng ta chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 13. Qua ngày 13 là nhằm ngày Giáp Tý. Là nhằm ngày Giáp Tý. Là ngày trực bình. Trực bình tức là mọi việc đều bình ổn, đều gọi là hoàn thành được, gọi là bình ổn, là một ngày rất, cũng là một ngày tốt để chúng ta có thể khai trương, mua xe, sửa nhà, làm những công việc quan trọng. Tuy nhiên, ngày Tý thì tuổi Ngọ bị xung và tuổi Mão bị hình. Cho nên tuổi Ngọ và tuổi Mão thì anh chị em chúng ta cân nhắc lựa chọn ngày khác. Tiếp theo chúng ta sẽ qua ngày 14. Ngày 14 là ngày Ất Sửu, là ngày trực định. Là một ngày rất tốt để cho chúng ta có thể gọi là khai trương, khai mở, làm những công việc quan trọng của chúng ta. Tuy nhiên, ngày Sửu thì tuổi Mùi bị xung và tuổi Tuất bị hình. Cho nên tuổi Mùi và tuổi Tuất chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn những ngày khác để chúng ta có thể làm những công việc quan trọng của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 15. Ngày 15 là ngày Bính Dần, nhằm ngày trực chấp thì nó mang tính chất tranh chấp, chúng ta cũng không có tốt để chúng ta làm những công việc quan trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 16. Ngày 16 âm lịch là nhằm ngày Đinh Mão, ngày trực phá thì mang tính chất gọi là phá bỏ, phá dỡ. Nếu như chúng ta có thể gọi là phá bỏ, phá dỡ cái cũ đi rồi chúng ta mới khai trương, khai mở cái mới, thì chúng ta nên chọn cái ngày này để chúng ta có thể phá bỏ, dỡ nhà, vân vân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 17 âm lịch là ngày Mậu Thìn, là nhằm ngày trực nguy, là một ngày không có tốt cho chúng ta tiến hành những công việc quan trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 18. Ngày 18 là ngày Kỷ Tỵ. Kỷ Tỵ là một ngày trực thành thì tất cả mọi việc đều hoàn thành, đều thành công. Cho nên cái ngày Kỷ Tỵ là ngày rất tốt để chúng ta có thể khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng và những công việc quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày Tỵ thì tuổi Hợi bị xung và tuổi Thân bị hình. Cho nên tuổi Hợi và tuổi Thân thì anh chị em chúng ta là không dùng được ngày hôm nay. Chúng ta nên lựa chọn ngày khác để chúng ta có thể làm những công việc quan trọng của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 19. Ngày 19 âm lịch là ngày Canh Ngọ, là nhằm vào trực thu. Trực thu thì mang tính chất là thu hoạch, thu nợ, thu về. Cho nên cũng không có phù hợp với vấn đề gọi là khai trương, khai mở, mở mới. Cho nên chúng ta lướt qua cái ngày 19 này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 20 là ngày Tân Mùi, là ngày trực khai. Ngày 20 là một ngày rất tốt. Ngày Tân Mùi, ngày trực khai là ngày rất tốt để cho chúng ta có thể khai trương, khai mở, làm những công việc mới của chúng ta, những công việc quan trọng. Tuy nhiên, ngày Mùi thì tuổi Sửu bị xung và tuổi Tuất bị hình. Tuổi Sửu bị xung và tuổi Sửu cũng bị hình, cho nên tuổi Sửu chúng ta không có phù hợp để chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Trong cái tam hợp Sửu, Tuất và Mùi thì Mùi hình Sửu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 21. Ngày 21 là ngày Nhâm Thân, là nhằm ngày trực bế, mang tính chất bế lại, đóng lại, lắp lại. Cho nên ngày hôm nay cũng là chúng ta gọi là không có tốt để chúng ta có thể khai trương, khai mở. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 22 âm lịch là ngày Quý Dậu, nhằm vào ngày trực kiến. Cũng là một ngày không có tốt để chúng ta có thể khai trương, mở hàng, rồi nhập trạch, rồi làm những công việc quan trọng của chúng ta. Nên chúng ta cũng bỏ qua. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 23. Ngày 23 là ngày Giáp Tuất. Ngày 23 là ngày Giáp Tuất. Ngày Giáp Tuất thì chúng ta sẽ nhằm vào ngày trực trừ. Cũng là một ngày tốt để chúng ta có thể khai trương, khai mở, rồi mua xe. Tuy nhiên, ngày Tuất thì tuổi Thìn bị xung và tuổi Mùi bị hình. Cho nên tuổi Thìn và tuổi Mùi thì chúng ta không có dùng được ngày hôm nay. Quý anh chị em tuổi Thìn và tuổi Mùi thì chúng ta cũng nên cân nhắc là lựa chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 24. Ngày 24 là ngày Ất Hợi,
Ngày Ất Hợi là nhằm ngày trực mãn, là một ngày không có tốt cho chúng ta khai trương khai mở vào những công việc quan trọng trong cuộc sống. Ngày này chỉ phù hợp với vấn đề gọi là làm cái việc mà mãn tan vân vân, hoàn mãn, hoàn công, rồi gọi là xong hết tất cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 25. Ngày 25 là ngày Bính Tý, là ngày trực bình, là một ngày rất tốt để cho chúng ta có thể gọi là khai trương khai mở. Tuy nhiên ngày Tý thì tuổi Ngọ bị xung và tuổi Mão bị hình, cho nên quý anh chị em tuổi Ngọ và tuổi Mão chúng ta nên cân nhắc chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 26 âm lịch, là ngày Đinh Sửu. Ngày Đinh Sửu là ngày trực định, là một ngày rất tốt cho chúng ta có thể khai trương khai mở, chúng ta làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên ngày Sửu thì tuổi Mùi bị xung và tuổi Tuất bị hình, cho nên tuổi Mùi và tuổi Tuất thì chúng ta, anh chị em chúng ta nên cân nhắc lựa chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta qua ngày 27. 27 là ngày Mậu Dần, là nhằm ngày trực chấp, cũng là một ngày tranh chấp không có tốt, chúng ta nên bỏ qua, chúng ta chỉ làm những công việc bình ổn của chúng ta thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 28 là ngày Kỷ Mão, nhằm ngày trực phá, là một ngày chỉ phù hợp cho vấn đề gọi là phá dỡ, phá bỏ, cho nên cũng không có phù hợp với vấn đề khai trương, mở hàng, chúng ta công việc quan trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 29. Ngày 29 là ngày Canh Thìn, là ngày trực nguy, thì cũng là một ngày không có tốt để chúng ta làm những công việc quan trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 30. Ngày 30 âm lịch là ngày Tân Tỵ. Ngày Tân Tỵ là ngày trực thành, là một ngày rất tốt để chúng ta có thể khai trương, khai mở, làm những công việc quan trọng, những công việc mà chúng ta gọi là mua xe, sửa nhà, ký kết hợp đồng, vân vân. Tuy nhiên ngày Tỵ thì tuổi Hợi bị xung và tuổi Thân bị hình, cho nên anh chị em tuổi Hợi và tuổi Thân thì chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Quý anh chị em tuổi Hợi và tuổi Thân thì chúng ta cân nhắc, chúng ta lựa chọn ngày khác. Như vậy thì kính thưa quý anh chị em, thì quý anh chị em đã cùng với Quảng Đồng đã lựa chọn, đã tuyển chọn xong những cái ngày tốt trong cái tháng 8 âm lịch năm 2022. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi video mỗi ngày. Quảng Đồng xin kính chào quý anh chị em và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.